Hey yo, chào mừng tất cả các bạn đã có mặt trên kênh của AS Mobile. Thì hôm nay mình đã được cấp cho cây súng AK rồng xanh cực kỳ là nguy hiểm. Đợt trước mình đã có làm video cho các bạn xem rồi. Và hôm nay mình chính thức được cầm vào nó. Quá đầu luôn. Quá là xịn sò các bạn. Ở cấp độ level 1 thì khẩu rồng xanh của chúng ta được tăng một sát thương và một tốc độ bắn. Còn ngoài ra thì nó sẽ giảm hai vạch tốc độ di chuyển. Ở cấp độ thứ 2 thì chúng ta sẽ nhận được thông báo đặc biệt. Cấp độ thứ 3 thì chúng ta sẽ có một cái vẻ ngoài mới của khẩu súng. Có cái cánh gọi là cô... À không phải, cánh này là cánh của cô gì đó, mình quên mất tiêu rồi. Và ở cấp độ thứ 4 thì chúng ta sẽ có hiệu ứng khi mà bắn trúng đối phương. Đó, quá xịn sò luôn các bạn ạ. Và tăng thêm 2 tốc độ bắn. Ui. Và level 5 thì chúng ta sẽ có hiệu ứng bắn ở ngay cái nòng bắn này các bạn. Đó, tia lửa màu xanh cực kỳ nguy hiểm. Cấp độ 6 thì chúng ta sẽ có một vẻ ngoài mới hơn nữa. Và cùng với đó là mở khóa kỹ năng thêm sát thương khi bắn vào tường keo. Wow, và mình đã sở hữu cây cấp 7. Là nó trọn gói hết tất cả các cấp còn lại. Và thêm một cái hành động cực kỳ VIP nữa. Ôi, thôi cái này giới thiệu rồi. À thế à? Ok, mình sẽ xem và sẵn chờ. Và hôm nay mình sẽ đi với lại Phèn Văn Phở để mà test cây súng này nha mọi người. Mời Phèn ơi. Phèn ơi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì khẩu AK rồng xanh này nó cũng ra mắt rồi các bạn ạ. Mình là một trong số người may mắn nhất được Garena hỗ trợ cho test cái khẩu AK này trước lúc ra mắt. Người ta nói thiệt đam cuồng cuồng. Trên đây là đồ nhảy của mình, nhìn xung quanh của mình để 45 để cho nó dễ kéo AK các bạn ạ. Chứ để cao quá thì đạn nó nhảy tưng, khó chịu lắm. Sau tất cả, mình là trở về chuyến bay. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới lên máy bay. Có anh em nào rảnh rỗi một ngày đếm coi mình đi máy bay bao nhiêu lần không các bạn? Mình thì có, một ngày mình trên 10 lần. Mà thật sự vé máy bay bây giờ rẻ lắm các bạn ạ. Chỉ cần đi ra thôi là nó phát cho miễn phí rồi. Đó, bây giờ chạy vòng vòng không có súng là chết bà rồi, thấy bà rồi. Nó phát cho một tấm vé máy bay rồi, nó còn donate cho thêm vài viên kẹo đồng vô đầu nữa. Đồ phòng, đồ xanh, đồ đũa, đồ đen. Cuộc đời nó khổ thân lắm các bạn ạ. Chạy dưới thung lũng chạy lên để tìm khẩu AK test cho các bạn xem. Nhưng mà cầm vào cái khẩu củ cải này. Ơ, có đứa bắn phèn. Bắn phèn, mẹo. Chết hả? Rồi bạn của bạn đâu rồi? À đây. Thôi rồi, lỗi, sorry mọi người. Mình bị lỗi kéo tâm một xíu nhưng không sao. Đã có phèn lo rồi. Không biết sao á mọi người. Dạo gần đây mình giảm lại những cái đồ nhạy của mình. Thì mình bắn tầm xa tốt. Nhưng bù lại, tầm gần của mình bắn đèn luôn. Không hiểu luôn nha mọi người. Ôi, khoan, ở đây có địch. Ở đâu vậy? À. Vừa mới nói xong các bạn. Kéo không lên đầu, hoàn toàn không lên đầu luôn. Khi mà mình chỉnh độ nhạy nhìn xung quanh xuống còn 45 thì bắn xa dễ vào đầu hơn là so với bắn gần. À thế à? Còn đối với các bạn, mình không biết là thích bắn xa hay là bắn gần. Nhưng đối với mình rất là thích bắn gần hơn so với bắn xa. Tại vì bắn gần nó thể hiện được nhiều kỹ năng hơn. Còn bắn xa thì nó tùy thuộc vào tâm hoặc là chỉ số nhiều hơn. Cái gì mà mới bo 2 mà chỉ còn lại 14 người thôi. Ui, phía sau kìa. Phèn ơi, Colover. Nè, các bạn coi mình kéo nè. Đó, lên đầu nè. Còn em cố gắng bắn nè. Ui, thiên thần nè. Thiên thần tới cứu Phèn bắn phở đây. Sao mình cười giống ác quỷ gì trời. Đầu phòng. Có ai chơi game mà cái lúc cần tìm địch thì không có, còn cái lúc mà không cần thì nó ra cả đống giống như trường hợp này nè. Đó. Ôi, động quá. Không ổn rồi đại vương ơi. Ôi, sao mình nghe tiếng giảm thanh ở đâu ta? Ở đâu vậy ta? Rất là gần luôn mọi người ạ. Hình như sau nhà thì phải. Rồi có thằng ở phía trước mặt rồi. Kia khẩu AK này đục bom keo cực kỳ chất luôn. Úi da. Ê, thằng cục đá này, con khủng long bò sữa này, mày biết dắt vú sữa là gì không? Chết mày rồi, xong luôn rồi. Ui Phèn. Hay quá, mình cứu được Phèn rồi. Cố lên Phèn ơi. Cố lên. Dậy đi Phèn ơi. Có cánh mà sao rụng nụ vậy? Sao có cánh mà không phải là thiên thần mà cứ để mình là ác quỷ mình đi cứu người hoài vậy? Ai mà biết được. Khoan, bên kia có thằng bắn từ xa. Bắn từ xa với chúng tôi gục luôn. Còn một người nữa. Đâu rồi? Ra đây đi.
Lần này thì nghe nói có một em Kelly rất là ngon nên là mình quyết định sấy AK47 cùng với em Kelly. Và như vậy AK47 này ngon hơn. Tính ra khẩu này sấy tầm gần được nha mọi người. Nó ngon hơn ở AK rồng là nó bắn cực kỳ nhanh. Và tao đang ở cây xăng. Mày đến đây đi. Mày kiếm tao đi. Tao sợ gì mày. Tao sợ gì mày. Ok luôn. Ok luôn. Chị ơi, chị rơi bị bà ép ở đây ngồi chứ ép không ra. Ngu gì ra cho chị Hằng đánh hả? Bao nhiêu lần rồi. Chị mà đánh vô cái cây xăng này mà tôi chết nữa, tôi cúng chị luôn đó. Lần này AS nghe tin đồng đội của mình đang bị ám sát, cố gắng chạy qua để cover cho Phèn Văn Phở. Cầu mong sao Phèn Văn Phở không biến thành tô phở. Cố lên Phèn ơi, đang ngắm, cố lên. AS gần tới rồi, sắp chạm rồi. Phèn ơi, anh em bao lâu nay có chết cùng hưởng, có họa thì tự chịu, có họa thì tự chịu, có họa thì tự chịu. Đấy là oan cho này. Nên là AS đi trước đây, Phèn ở lại vui vẻ nhé. Yên nghỉ bên suối vàng, AS sẽ trả thù. Mày ngon, mày lên đây đi mày ơi, mày lên đây đi. Tao vôi bo trước rồi nè. Và tao đang trên tròi, ở quận tròi. Mày đến đây đi. Mày kiếm tao đi. Tao sợ gì mày. Ok luôn. Ok luôn. Một kill. Còn đâu nữa, mình nhấp nhả coi. Lần này thì mình sẽ không kéo tâm nữa, mình bắn đam luôn. Ui đam kìa. Ui trời. Đam dí kìa bạn. Đam cứ như là Ska vậy á. Phải gọi này là khẩu Ska tiếng quá mới đúng. Đã quá đi. Bắn chết thằng cu tỏi này luôn. Nhưng mà mình còn 48 viên. Đục bông keo được không ta? Nghe nói khẩu này đục bông keo cũng khá là ghê. Đang tìm cách để đục bông keo nè. Đục. Ui, sao bắn toàn vào cái thành tường thế này. Không ổn rồi. Còn 2-3 viên. Ê, nếu thằng này vẫn chưa biết mình đang đứng trên tròi thì phải. Đơm. Nó chạy ra kìa. Kìa. Bèn. Ui rồi xong, mình còn 5 viên đạn thôi. Quyết định là lấy cái đầu của nó. Phải chạy nhự nó lấy đầu nó. Nó không biết mình ở đây luôn hay sao ta. Bắn đi mày. Bắn đi mày, chơi đi mày, đâm tao đi mày. Đâm đi mày. Rồi hết đạn luôn. Ui giời ơi. Bây giờ thì phải sử dụng bằng khẩu MP40. Quan trọng cái thính có đạn nè. Có đạn. Kìa. Ảnh không biết mình bắn ở đây luôn à. Rồi hút cần rồi, chơi đồ rồi đúng không. Chơi đồ nè. Ui. Chút nữa là chết luôn rồi. Nhưng mà không sao. VSS đúng không? Quá chuẩn luôn. Tao sợ đó. Và tao đang núp trong nhà nhiều lỗ. Mày tới đây đi. Tao sợ gì mày. Ok luôn. Đấy, bom kèo đến từ vị trí của AS Mobile. Và đây, đây là con bò sữa. Chính xác là bò sữa. Một pha ném lựu highlight đến từ vị trí của AS Mobile. Final. Boom, chúng ta bị tấn công rồi, còn địch quá mất. Nhảy ra. Rồi xong, bò sữa. Đây là bò hung bò sữa. Vừa bò hung vừa bò sữa. Một con quái vật mới tiến hóa. Còn hai thanh niên nữa, hình như là chung một team. Mình nghĩ là mình có thể mờ làm được. Chạy ra lút đồ bò sữa coi có cái lọc đèn gì không. Từ từ. Cái gì từ từ rồi nói. Còn một bạn nữa, chơi luôn. Nhảy ra. Chưa nhảy à. Nhảy ra. Rồi. Khoan. Có lựu. 3, 2, 1. A mông. Chết luôn à. Trời ơi. Kinh không anh em? Kinh không? Like và subscribe cho kênh AS đi. Ôi. Ok, như vậy là mình với Phèn Văn Phở quyết định vào để mà xem giữa khẩu AK rồng xanh và AK lửa đỏ thì khẩu nào mạnh hơn. Bây giờ Phèn sẽ bắn vào đầu mình trước. Nhắm lên đi em. Đúng rồi. Bao nhiêu máu? 130 phải không? Không, mất bao nhiêu máu? Đây, đơm này, đứng im nè. Đứng im nè, 2, 3. 121 em. Trên lệch nhau 9 đam. Vậy là, nhưng mà khẩu này thì bắn nhanh hơn. Nè. Ủi cái chết luôn. Ui khẩu này bắn kinh lắm. Đúng rồi, thường thường cái gì nhanh là cũng thích. Cái nhanh là thích à. Nhập
nhấp bắn nhanh là thích à. Rồi, như vậy là chốt lại thì khẩu AK rồng xanh này nó đam yếu hơn so với lại AK rồng lửa. Nếu mà bắn vào đầu thì sẽ tính lượt đam là nó sẽ hơn khoảng 10% á mọi người. Đúng không? Là 9 đam, hơn 9 đam. Thì trong khi 100 hơn 10% á, quá là kinh khủng. Còn trong khi khẩu AK rồng xanh này được cái là chúng ta sẽ bắn chính xác hơn, và cùng với đó là nó sẽ có hiệu ứng. Cùng với đó thì nó sẽ nhanh hơn. Ok, ở bài test thứ hai thì bọn mình sẽ đặt lên hai quả bom keo và sau đó sẽ cùng bắn một lượt để xem bom keo của ai nổ trước. Đây nè. Rồi, chuẩn bị nè. Đếm nha. Xác luôn nha. 1 2 3 Ôi, kinh không? 2 3 Thấy chưa? Tốc độ bắn với tốc độ xoáy bom keo của nó cao lắm. Rồi, tép đâm người. Tép đang đâm người đi. Em có nấm không? Không. Không đúng không? 40 máu nè. Nhưng mà em bị kích hoạt Hayato. Ok. Quấn đầy máu đi để khỏi kích hoạt Hayato đi. Ok, bắn người nha, bắn giữa ngực luôn. Bao nhiêu máu vậy? 43 tiết. 43 tiết. Phải lông đen ghê hả? Wow. Bắn lại coi. Này bắn lại coi. Đứng im. Đứng lên. Phải nhắm vào người, đã chính xác vào người luôn. Được có 40 à. Em uống máu đi. Trên nhau 3 tiết hả? Ui vậy AK rồng lộn này, rồng lửa này nó lợi hại hơn đúng không? Rồng lửa lợi hại hơn rồng nước. Ờ, rồng lộn ơ. 43 hả? Em bấm nhầm vào cái tay. 43 đúng không? 43. Ui, xin giấy. 1 2 3. Xong rồi nè. Ghê không? Lại đi. 1 2 3. Ui, tốc độ đục keo của nó kìa. Tốc độ bằng hờ luôn. Rồi. Đã AK còn tới keo này thì còn nó chơi trời. Rồi AK chơi tầm gần không? Chơi nè, nhào vô. Ấy à, wow. Ui, bắn headshot được luôn. Headshot luôn kìa. Cho khi nào có tâm đỏ nè. Rồi chuẩn bị chưa? Rồi, 1 okay. 2, 3, chơi. Khó bắn quá. Ui, ui nó chính xác kìa. Đầu không luôn. Dữ nhằng. Ok, thì qua những cái bài test sơ sơ như vậy thì các bạn cũng có thể thấy rằng với khẩu AK rồng lửa với khẩu AK rồng xanh này thì mình thấy rằng là hai khẩu nó có một điểm lợi và điểm không được ổn định. Ở cái khẩu AK rồng lửa thì chúng ta cũng có thể thấy là đam rất là cao nhưng ở tốc độ bắn với lại là độ chính xác nó giảm. Nhưng ở AK rồng xanh thì các bạn cũng có thể thấy rằng là tỷ lệ chính xác là được tăng thêm, và cùng với đó thì tốc độ bắn nó sẽ nhanh hơn nữa. Ui, xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video ngày hôm nay. Các bạn nếu mà có yêu thích cái cách review như mình đây thì các bạn nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha.